Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Siêu Watt đồng hồ chính hãng. Hôm nay thì em sẽ có một cái sản phẩm rất đẹp, một chiếc đồng hồ siêu lướt đến từ thương hiệu Raymondwell. Chiếc này thì được em mua lại bởi một anh khách cũ, một chiếc mà anh ấy mua mới ở bên em và bây giờ bán lại với cái tình trạng rất đẹp. Và đây là một anh khách mà có khá là nhiều đồng hồ, sưu tầm rất là nhiều và thật sự là một người rất là cẩn thận nữa, nên là khi mà thu lại chiếc đồng hồ anh em, anh ý không có nhu cầu sử dụng nữa như này thì phải nói là bên em rất an tâm để bán lại cho anh em. Và anh em có nhu cầu bán lại chiếc đồng hồ không có nhu cầu sử dụng nữa như này, hãy liên hệ với em với số Zalo 0973 816 172 hoặc gọi cho em vào số 0828 915 222 nhé. Chiếc này thì phải nói là thật sự là một người rất là giữ gìn. Chúng ta sẽ xem cái phụ kiện của nó ở đây. Đây là cái điều đầu tiên mà minh chứng là anh ấy là một người rất là giữ gìn. Đó chính là bộ dây zin đã được tháo ra. Và anh đã mua cho cái chiếc đồng hồ này một bộ dây handmade mới với mức giá trị rất cao. Đó, chúng ta sẽ còn đầy đủ hộp sổ thẻ của thương hiệu Raymondwell. Giới thiệu anh em luôn thì Raymondwell là một cái thương hiệu đồng hồ đến Thụy Sĩ. Nó cùng ra đời cùng với những cái năm thế kỷ 19, cuối thế kỷ 19, cùng với cả Frederick Colston. Tuy nhiên là với Frederick Colston thì họ đã được mua lại bởi tập đoàn Citizen từ Nhật Bản. Còn Raymondwell của chúng ta vẫn đang thuộc cái chủ sở hữu của gia đình ngài Mr. Raymondwell. Đây, đầy đủ các thông tin này, thẻ bảo hành quốc tế và sổ của Raymondwell. Đó, anh em có thể nghiên cứu về những cái phụ kiện này sau. Trong cùng phân khúc thì Raymondwell và FC là hai cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau với cái phân khúc khoảng dưới 3.000 đô như thế này. Đây là hộp của Raymondwell, làm rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái travel case để anh em có thể dễ dàng mang đi du lịch, mang đi công tác với một cái hộp này, rất là tiện và cũng rất là lịch sự nữa. Đó chính là cái điều tuyệt vời mà Raymondwell cho chúng ta, khác biệt hẳn với cả thương hiệu Frederick Colston. Sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay ở đây, một chiếc Raymondwell Metro đời cao cấp nhất, Raymondwell Metro phiên bản Moonface tuyệt đẹp. Và em nghĩ là trong cái tầm phân khúc như thế này thì Raymondwell không hề kém cạnh so với cả Frederick Colston. Đây chính là cái bộ dây mà em giới thiệu với anh em, bộ dây được đặt riêng cho chiếc này. Đó, giới thiệu anh em là bộ dây này có giá lên tới hơn 2 triệu nhá. Dây cá sấu rất đẹp, thậm chí là cái chất lượng của nó còn hơn cả dây zin nữa. Anh em xem này. Đó là thể hiện cho một người rất yêu đồng hồ, rất kỹ tính. Rồi, bây giờ chúng ta thì sẽ có một cái chiếc đồng hồ siêu lướt như này, đầy đủ phụ kiện để em giao lưu với anh em. Chúng ta đang có một chiếc Raymondwell Metro Moonface, đường kính bề mặt là 40mm ở đây. Anh em có thể thấy cái độ hoàn thiện, độ đẹp, sắc nét của cái chiếc Raymondwell này. Một chiếc đồng hồ trong hàng đầu trong tầm phân khúc của thương hiệu Raymondwell. Ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ size 40mm. Nó sẽ có phần lắc tu lắc khá là cụp. Thế nên là tay anh em trong khoảng 15,5 trở lên đã có thể đeo được chiếc này rồi. Anh em tay vừa và nhỏ đeo chiếc này rất hợp. Và nếu như mà những cái chiếc đồng hồ khác đến từ thương hiệu khác, Raymondwell chẳng hạn, Frederick Colston chẳng hạn, thì những cái chiếc đồng hồ Moonface của họ thường có size khoảng 40 trở lên. Và cái phần size dây của nó cũng rất là to, size 22. Nó sẽ mang lại cái phần cảm giác khá là to cho anh em tay nhỏ. Thì Raymondwell là một cái lựa chọn rất tuyệt vời với cái size dây này. Nó chỉ là size 20 thôi, rất đẹp. Đó, bây giờ thì em sẽ hỗ trợ lên cho chiếc này vài cót tay, bởi vì là chiếc này của chúng ta đang được trưng bày trong hộp, không có cót để hoạt động. Khi lên vài cót tay thì đồng hồ bắt đầu chạy và em sẽ rút núm ra như này, chỉnh giờ đến múi giờ 10:10 để em giới thiệu kỹ hơn về dial chiếc này cho anh em xem. Một cái dial được làm hoàn thiện xuất sắc thật sự trong tầm giá. Anh em có thể thấy là chiếc này chúng ta thì sẽ có cái mã quốc tế ở đây. Mã của quốc tế của chiếc này sẽ là 2239 PC500659, sử dụng bộ máy automatic này. Đó, thân thép không gì, mạ PVD, chống nước ở 50m. Đó, rất là nhiều các thông tin trên cái thẻ tag này. Và chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ có
có cái trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối cực kỳ trong trẻo, có phủ lớp AR chống lóa, nó giúp cho anh em có thể quan sát kỹ được những cái chi tiết được hoàn thiện cao cấp trên mặt đều, đồng thời cũng bảo vệ cho cái đồng hồ chúng ta tránh được những cái vết xước trong quá trình anh em sử dụng. Một chiếc đồng hồ mà với cái thiết kế rất là riêng biệt và riêng có của Raymondwell, chúng ta sẽ có 12 cọc số La Mã trên mặt đều, nó toát lên cái sự cao cấp, thanh lịch và rất là cổ điển của một chiếc đồng hồ tiêu chuẩn đến từ châu Âu. Ở cái phần đây ở phía trong thì chúng ta sẽ có những cái trải tia rất là đẹp. Những cái phần trải tia này nó tạo ra cái hiệu ứng đẹp mắt và rất là lôi cuốn khi mà anh em đeo trên cổ tay. Nó như là cái hình cách điệu của những cái tia nắng mặt trời toát ra từ cái tâm của chiếc đồng hồ này vậy. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Raymondwell Geneva. Góc đối diện thì chúng ta sẽ có một cái sắp đều rất đẹp mắt. Cái sắp đều này nó sẽ cung cấp cái lịch tuần trăng của khi mà anh em nhìn ở trái đất, và nó biểu thị cái lịch tuần trăng 29,5 ngày của mặt trăng quay xung quanh trái đất. Và đây là một cái sắp đều rất đẹp mắt mà tất cả những anh em chơi đồng hồ đều mong có một chiếc đồng hồ Moonface tuyệt vời như thế này. Nó ngoài ra cái vẻ đẹp đến từ vũ trụ ra thì nó còn thể hiện cho cái bộ máy rất là cao cấp ở bên trong anh em nhé. Đó, anh em thấy là những cái ngôi sao và hình mặt trăng được làm trên sắp đều này, nó được làm rất là tỉ mỉ, rất đẹp mắt. Đó, bộ kim cọc của chúng ta thì màu vàng hồng cùng màu với cả phần mạ phía ngoài, và có cái độ hoàn thiện rất cao khi mà ánh sáng đi qua thì nó toát ra cái hiệu ứng rất đẹp. Lịch ngày của ta sẽ được đặt vào một cái ô lịch ngày được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất là đẹp ở góc 3 giờ. Chúng ta sẽ có cả lịch dương và lịch âm ở đây để anh em trải nghiệm một chiếc đồng hồ cơ chính hãng cao cấp trong phân khúc hàng đầu của Raymondwell, chuyện Swiss Made danh giá. Và ở phía sau này thì anh em cũng có thể quan sát được toàn bộ cái bộ máy tuyệt vời đến từ chiếc đồng hồ Raymondwell này. Bộ máy của chúng ta sẽ là bộ máy caliber RVK4280. Bộ máy này của chúng ta sẽ sử dụng 26 chân kính, hoạt động tần số dao động là 28.800 VPH và tích cóp đến 38 giờ anh em nhé. Ngoài ra thì có vài thông tin nữa đến từ quả văng, như là đây là chiếc đồng hồ Raymondwell và một bộ máy hoàn thiện từ Thụy Sĩ. Góc 12 giờ chúng ta có thể quan sát được trái tim của máy đang đập liên hồi, cùng với đó là viên chân kính to nhất đang giữ cái bộ cân bằng của chúng ta. Đó, viên chân kính màu hồng ánh tím rất đẹp mắt, cùng với đó là cái bộ máy được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao cấp và chạy rất chuẩn xác, một chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ. Ngoài ra thì trên nắp đáy có vài thông tin nữa, như là đồng hồ sẽ chống nước ở 50m này, tương đương với 165 feet. Đồng hồ sẽ hoàn thiện phần vỏ và case thép không gỉ stainless steel, đó, mã serial number và sử dụng kính sapphire. Chiếc này thì của chúng ta thì sẽ đi cùng với cả hai bộ dây, một bộ dây da handmade và một bộ dây zin của Raymondwell ở đây. Cùng với đó là một cái khóa chống gập giấu dây hết sức là tinh tế, cao cấp, thường được trang bị trên những cái chiếc đồng hồ thật sự là đắt tiền. Đây, đó. Bây giờ thì em sẽ ướm chiếc cổ tay để em có thể cảm nhận cái vẻ đẹp của chiếc này nhé. Đây, tay của em 15,5, đeo một chiếc 40mm, rất hợp fit với những cái trang phục công sở thanh lịch. Đó, sử dụng với những cái dịp ở những cái event cuối năm như thế này rất là sang trọng, và nó sẽ là một cái điểm nhấn tuyệt vời trên cổ tay của anh em, đi cùng với những cái bộ trang phục đẹp đẽ lộng lẫy để tham dự những cái sự kiện tuyệt vời. Đó, ngoài ra thì cái chiếc đồng hồ này cũng có độ mỏng rất ấn tượng, 9,6mm cho một chiếc đồng hồ có chức năng Moonface này, thì phải nói là đây là một cái thiết kế đầy cao cấp và tỉ mỉ, độ hoàn thiện tuyệt vời đến từ thương hiệu Raymondwell. Ngoài ra thì cái bộ dây này của chúng ta thì cũng sẽ có một cái khóa, và khi mà anh em đeo thì nó sẽ ôm vào như này, nó tạo cái cảm giác rất là sang trọng và thật sự là tinh tế dành cho các quý ông của chúng ta. Chiếc này thì em đang có một chiếc duy nhất thôi trên thị trường, thì cái tình trạng hàng cũng rất là hiếm rồi, hãng đang nằm niêm yết với mức giá rất là cao. Bên em có một chiếc siêu lướt như thế này. Đấy, tình trạng thì như em đã giới thiệu, em đang giao lưu mức giá là 26 triệu. Sản phẩm sẽ cam kết hàng chính hãng 100%, có bảo hành 2 năm bên em, bảo hành quốc tế và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Anh em có nhu cầu lên tay trực tiếp liên hệ với em với số Zalo 0973 816 172,
gọi cho em vào số 0828 91522 để lên tay trực tiếp tại Siwat, thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên. Anh em ở xa không có điều kiện lên tay trực tiếp thì chốt chiếc này, cọc cho em 10% giá trị, em sẽ gửi giao hàng đến tận nhà anh em kiểm tra nhận hàng thanh toán. Bên em luôn cam kết hàng chính hãng 100%, sẵn sàng cùng anh em thẩm định ở bất cứ trung tâm uy tín nào phát hiện hàng fake, hàng giả, hàng không chính hãng để anh em gấp đôi giá trị. Siwat Authentic, trao chữ tín, sống trọn đam mê.